Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 850, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu Gian, thương hiệu rất là tốt trên toàn thế giới và rất là quen thuộc với thị trường Việt Nam. Xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Asuza, bánh là 27,5 inch, toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nguyên zin tất tần tật 100%, khung nhôm sơn nguyên bản, nên về cái tông màu trắng pha với xanh, trắng cả chỉ xanh rất là đẹp, cực kỳ là thể thao và trẻ trung. Khung nhôm model ATX 850 sử dụng công nghệ nhôm Maruic 27,5. Đó là xe đã được qua quá trình sử dụng mà là xe bãi nhập về, nên là xuất hiện những cái vết xước ở trên khung nhỏ xước răm, những vết xước không thể tránh khỏi. Và màu sơn cũng không còn được đẹp như lúc đầu, nhưng mà đổi lại nhìn kỹ, đổi lại thì chiếc xe vẫn cho được cái chuyển động với các thứ sử dụng rất là êm ái. Tất cả những cái chi tiết ghi đông cổ phốt, cọc yên này, vành viết này, các thứ là còn nguyên zin nguyên bản hết, kể cả lốp, lốp là lốp nguyên zin. Vành ấy, vành 27,5, bây giờ nguyên bản Gian. Chạy bộ chuyển động của Shimano Asuza 9 tầng lít và 3 tầng đĩa. Nó sẽ 27 tốc độ. Bộ để trước để sau là Shimano Asuza. Phần ghi đông cũng được trang bị ở đây là tay bấm Asuza 9 speed. Chuyển tương với 9 nip, cái này là 3 tầng đĩa và sử dụng phanh dầu của Shimano. Giảm sóc dầu theo xe. Giảm sóc vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng size S, phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Bị 9 tầng lip cộng với 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đó, chuyển động thì như các bác thấy trên hình rất là mượt mà. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.